càng yêu. Các bạn ơi, hôm nay mẹ xí muội sẽ là món chè khoai mì lá dứa nha các bạn. Nguyên liệu của mình gồm có đây là củ khoai mì, và đây là lá dứa. Lá dứa mới cắt ở ngoài vườn vào xong luôn các bạn. Trái dứa. Mùa này là lá dứa cái lá nó hơi bé, nó hơi nhỏ. À, chị cho con. Giá bé quá dạ. Bé xíu à, giống xí muội nha. Rồi trước hết đó là mình sẽ đi lột vỏ khoai mì và mình sẽ xay lá dứa ra thành nước nha các bạn. Các bạn ơi, khoai mì mình lột vỏ xong thì mình sẽ bào thành sợi như thế này để một lát mình xay sinh tố cho nó dễ nha các bạn. Lát mình xay nhuyễn ra như bột vậy. Các bạn ơi, cái mì lúc nãy mình nè, bột thơm quá à. Bột thơm quá không? Mẹ tại vì có lá dứa trong này á. Mình bỏ lá dứa vô trong mì mình xay luôn nha các bạn. Xay xong rồi bắt đầu mình sẽ vắt bớt một ít nước ra cho mì nó khô khô. Giờ mình vo viên á. Vo những viên nhỏ nhỏ để mình nấu chè. Mình muốn ngồi xuống vo viên phụ mẹ nè. Muốn ngồi xuống đi con. Đó, được viên nào chưa? Ý, con đừng có chất nước ra đây. Con đừng có vắt nước ra. Đó, để cho nó có nước nước lá dứa vậy nó mới thơm đó. Các bạn ơi, cuối cùng mình đã vo viên mì xong rồi các bạn ơi. Mặc dù không có sự trợ giúp của bạn muội nhưng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành. Mẹ là số 1, con yêu mẹ. Wow, thương quá. Thương quá, con yêu mẹ. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi bắt nước sôi để luộc chè mì nha. Dạ. Yeah. 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 Đây được chè mì thôi. Nè. Nước sôi rồi mình sẽ bỏ những cái viên mì vô nha các bạn. Khoai mì mình luộc khoảng 5 phút đó là nó chín, nó nổi lên đó các bạn. Mình sẽ vớt hết nó ra tô nước lạnh luôn. Tiếp theo mình sẽ nấu một nồi nước đường nha các bạn. Mình bắt nồi nước lên, mình cho đường vào. Bây giờ nước đường sôi mình sẽ cho những cái viên mì vào nha các bạn. Các bạn ơi, mời các bạn cùng ăn chè khoai mì với hai mẹ con xí muội nha. Xin mời. Chè khoai mì này mình sẽ chan với nước cốt dừa. Ông bội ăn trước mẹ luôn nè. Ông bội cho ăn nước cốt dừa không con? Đó. Cho nước cốt dừa rất là hấp dẫn nha các bạn. Rồi mình cho thêm một ít đậu phộng lên. Con muốn chan. Rồi con chan đi. Các bạn ơi, xin mời các bạn nha. Chén chè khoai mì rất là hấp dẫn. Wow, ông bội chan nhiều hơn nữa. Rồi, được rồi. Chan thêm. Chan nhiều nước cốt dừa vô cho nó béo rất là ngon. Thơm không bà muội? Bà muội ơi, ăn chè có thơm lá dứa không con? Mẹ làm lá dứa nhiều cho nó ra màu xanh rất là đẹp luôn á. Đó, nhiều quá vậy. Đó, rồi con được. Rồi ăn đi, cứ múc ăn đi. Các bạn ơi, xin mời. Xin mời các bạn nha. Wow, nhắc đẹp quá à. Cái này ăn con nai nè. Có mình nai quá nè. Dạ. Ngon quá các bạn ơi. Nó dai dai, dẻo dẻo. Mà thơm lá dứa cực kỳ thơm luôn. Mọi ăn có thơm lá dứa không con? Dạ thơm. Dạ thơm. Nó lớn lên các bạn nghe. Dạ thơm. Dạ thơm. Có thơm vô ăn mới ngon. Bà mùi ăn đi con. Ngon quá các bạn ơi. Mềm mềm, dẻo dẻo, dai dai. Khoai mì. Cái đó con hồi nãy con bỏ cái này đá vô á. Đá gì? Chỗ đá vô á. Đá vô hả? Được rồi. Không sao. Ăn đi. Ăn đi muội. Bà muội ơi, chè khoai mì với chè khoai lang hôm bữa mẹ nấu chè nào ngon hơn?
chè trái bí đỏ. Chè bí đỏ. Ta hỏi chè hoa mì, chè hoa lan, trả lời chè trái bí đỏ. Ừ. Nước nó tự vô vô này. Nước có tự vô cái muỗng không? Dạ. Ừ. Ngon quá các bạn ơi. Hoa mì lá dứa cực kỳ thơm luôn. Hôm bữa mẹ nấu chè khoai lang không có thời gian cho nên mẹ bỏ cái màu sắc á, nó không có thơm thấy mọi người. Hôm nay nấu với lá dứa thơm quá trời luôn các bạn ơi, thơm phê luôn. Ngon quá. Có gì vậy? Khoai mì thì mềm mềm dẻo dẻo nha da. Mẹ mẹ cũng không biết nó con gì, mẹ không biết. Khoai mì mềm mềm dẻo dẻo dai dai, lá dứa thì thơm, đậu phộng giòn giòn béo béo, nước cốt dừa rất là béo nha các bạn. Cho thêm miếng nước cốt dừa ăn cho đã. Quá đã. Nước nha. 1, 2, 3. Ngon quá à. Ngon quá các bạn ơi. Bạn muốn phải nói gì với cô chú anh chị và các bạn á? Quay quay mặt ra. Ngon quá mặt ra nè. Cho chuẩn trúng à. Ngon quá các bạn ơi. Bị đen, nó hơi khét á. Nãy mẹ rang nó bị khét khét, nó đen á. Ông mấy hồi nào hột đen rồi mẹ coi. Con thích ăn. Ừ, hột đen ăn nó thơm, nó vàng nhiều thôi nha. Ngon quá. Hột đen ngon quá. Nó giòn, nó thơm, nó ngon. Giòn hột mới ra ăn giòn, thơm. Mỗi thích quá ha. Bạc chàng mới ngon. Đừng bỏ vô cũng được không? Bỏ vô chè con nè. Mùi được khá rồi. Các bạn ơi, vậy là cái video làm chè khoai mì của mẹ xí muội đến đây là kết thúc nha. Xin chào tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và bình an. Bye bye. Rồi, bạn muốn chơi đổi chén nữa. Chào tạm biệt các con. Chào tạm biệt nè. Chào tạm biệt anh chị. Con chúc mọi người anh lớn lên. Chúc làm sao? Chúc khỏe mạnh. Chúc khỏe mạnh. May mắn. May mắn. Và bình an. Bình an. Bye bye. Chen một, mình chen đậu phộng đi. 1, 2, 3. Chen ngon quá. Ăn nhanh lên cho hết chè mọi người.